đây mà đủ thường quay đó luôn hả? Nó quay ngược lại, quay cái đít không à? Quay cái đít đó không à? Có đất tử không trời? Hả mà ba tắt nữa. Khi nào ba tắt không? Này là chú ruộng nè, đây nè, đó, xin chào nha, xin chào chú ruộng. Chú ruộng mà cũng là đồng cấy luôn á. Chú ruộng. từ ngày nghỉ làm gió, ngưng làm giống, cái bắt đầu lâu lắm mới thấy cái lúa lại. Hello, xin chào. Xa không, xa ra giờ thấy khơm khơm thôi chứ không có thấy rõ. Trước là mình làm giống thì mình cấy xong thì sau 3 đêm mình vô nước ha, mình ném lúa nền rồi mình nhổ tới khử lẫn rồi, nó là mình diệt lúa đuôi rất là hiệu quả các bạn. Nhưng mà cái chi phí nó cao quá, phải áp dụng trên lúa giống thì tốt hơn. Lúa thịt đó thì chủ yếu là diệt lúa nền chính thôi, chứ nếu mà làm gì thì tính ra nó cao trên là hơn 500-600 ngàn tiền công rồi. Cái mà thảm, cái mà nền cứng, chắc có thể này gieo 10 ký giống trên công 1.300 ha, rồi cấy ra thì ngắt tép ra, nó cũng không có đều đâu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có khi chục cây nữa. Mà cái đội cấy thì mật độ vừa phải, không thưa quá cũng không có dày quá. Thì đội này cái chuyên nghiệp, chỗ chị anh em này cái chuyên nghiệp, nhưng mà chỗ này thì người đắc cũng một cái người trong đội này, thành ra là những người mà có khả năng mà cấy giỏi đó thì người ta ưu tiên xung phong, tại vì khi mà cấy mà nó thưa quá đó thì nó không có lúa, còn mà cấy dày quá thì nó mắc tốn rất là nhiều công đó. Thì đây là cái lúa, thì mình sẽ cập nhật cái lượng phân bón trên này, tại vì cái đặc điểm của giống 54-51 này đó, thì thời gian sinh trưởng nó có 90-95 ngày thôi, khả năng nở bụi của nó là 95, mình trừ cho 55 thì nó còn 40 ngày nở bụi, thì cái khả năng mà nó nở từ là 12 ngày mà tới 33 ngày các bạn, là nó xuất hiện trò vô hiệu rồi, thành ra là từ nó nở bụi không cao đó, thành ra là mình phải cấy cho nó vừa phải, tùy theo đặc tính của giống. Nếu mà cái giống nó dài ngày đó thì cấy thưa hơn vẫn được, nhưng lúa Nhật là cấy ba tắc gữ cũng nó nở cũng dám. Rồi nên là lúa sao của ông chú đó, ông xạ xuân giống 3 đêm rồi, đây là 3 đêm nên là gọi là dân cái chuyên nghiệp rồi, không cái điều tay ghê à. Đó. Quay ở đây mà đủ thường quay đó luôn hả? Nó quay ngược lại, quay cái đít không à? Quay cái đít đó không à? Có đất tử không trời? Hả mà ba tắt nữa. Khi nào ba tắt không? Đất tử ra ba tắt chứ gì? Chắc nó đội, chắc cái đội này là tiễn lựa không chứ gì. Ờ cái nó thấy hả? Nó thấy mà mình cho chị em uống cà phê thì đỡ chút. Thấy em thấy ở đây toàn là chị em, không có mình chứng nhận. Thì dù sao cũng chung đội trước giờ. Nói trước. Rồi vô vụ chính thức chưa cái á? Cái vô vụ không gài hả? Không gài ha. Cái cánh nào trước? Cái còn trước. Không có gì.
liền trả lời đi. Liền trả lời đi mẹ. Dạ. Lại quay mập lắm kìa. Mập cứ trong quay mà quay ta. Ai anh ơi, em lòng mình làm sao cho mau mau lên. Xin chào. Chào anh em đâu. Đây, cái mà thảm, cái mà nền cứng. Này mà từ lúc mấy giờ hả? Trời ơi, sớm dữ vậy. Bình thường cứ nói chuyện đi, mình đâu ai cấm cản gì đâu. Bởi vì không phải quay cái miếng đất này không đâu, mà tôi qua tôi coi hỏi anh Tùng lên làm phân bón sao nữa, cái thứ nữa tới cuối vụ luôn á. Ừ. Hả? Giờ mệt quá làm hết nổi rồi. Thì sao hổng hổ làm có lý không? Hả? 5451 đó ha. Ừ. Đi sao? Người vụ này có cái nữa không? Ông hổ phái ông gì ông phái làm giống lắm mà. Đây nè, này là chú ruộng nè, đây nè, đó, xin chào nha, xin chào chú ruộng. Chú ruộng mà cũng là đồng cấy luôn á. Chú ruộng là con cái út của bà Bảy á. Ủa bà mấy? Bà hai hả? Dâu út của bà bà út. Còn mà con cái ruột của bà mấy, bà hai hả? Cái từ mỗi lần tôi giao nó giống chứ ba có cho về đâu, kêu ngồi đấy ngồi đến nói chuyện chơi. Giờ ngồi nói chuyện hết cấp mới về đó. Gạt luôn hả lấy. Ai đi ngang là kêu vô à. Các bạn thấy sao, chuyên nghiệp không, cái đúng 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 nhanh luôn. Một người một luống, đúng cái đúng đúng thật rồi. Nhanh, mình xem giờ thấy gì à, liên tục. Giờ cái lúa công á, thì chủ đoàn cấy họ lãnh bao xô, có nghĩa là công cấy là chính, rồi họ lãnh gieo mạ rồi tưới luôn, chăm sóc gian mạ luôn. Là cái khâu này là họ tính giá là 700.000 trên công 1.300. Lúc trước mình làm á thì mình tưới nhà họ gieo công là 50.000, họ gian giống gian lúa mạ ra đó 50.000 nữa, rồi tiền công cấy nữa.
thì cũng tương đương 700 ngàn, nhưng cái đoạn này thì lãnh chọn gói 700 ngàn, mình thấy nó rẻ hơn tí. Cái này là từ 2 giờ sáng giờ đó các bạn, cái này từ 8 giờ mấy sắp xong rồi. Rồi gom lại cái cầu quầy. Cái này thì chính công 13 người, bởi vì thành ra là làm sớm hơn, rồi sớm hơn so với cái đoàn thì một người tương đương khoảng cỡ gần một công. Bởi vì thành ra là nó rồi rất là trễ, có thể 2-3 giờ. Giờ thời điểm này nắng quá nắng rồi, thành ra rút về sớm, rồi sớm như nào tốt thì đó. Rồi thì mình hỏi rồi các bạn, gieo chỉ có 8 kg thôi, là cái mật độ khoảng cỡ một tắc 6, tắc 7. Tới 2 tắc đổ lại là cây cách cây hàng cánh hàng luôn đó nha. Thì so với kia thì tiết kiệm được cái lượng giống cũng khá khá, nhưng mà cái nào nó cũng có lợi. Cái này thì nó ít giống nhưng mà nó tiền nó cao, còn kia thì nhiều giống nhưng mà tiền nó thấp, nhưng mà năng suất thì để mình cập nhật tiếp tục sau này. À vậy vụ này chúng đi lần thu làm liên tục luôn chứ gì? Phải chọn gói luôn, mai mốt xà phăng cho thuốc luôn. Coi chúng không? Rồi, xong rồi. Giỏi quá, hay quá. Mới nóng nóng da xíu rồi cái rồi hết rồi. Rồi lúc ém nước để gãy phân thì mình tiếp tục cập nhật cho toàn thể quý vị và các bạn cùng xem nha. Rồi những cây lúa cuối cùng. Nè trời ơi, củ khoai để tên mặt tới ơi, gớt cái đèn rồi đồng bà Hương. Rồi cái lúa xem như chính công này đã xong. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video kế tiếp. Ở tập tiếp theo thì lúa nhà mình xuống giống nha. Rồi xin trân trọng kính chào ạ.